Hey, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta gặp lại nhau. Trên tay mình đây là một mạch nguồn có khả năng cung cấp điện áp đầu ra từ 1,5V cho tới 12V. Đây là điện áp đầu vào 12V 3A. Các bạn thì cung cấp đầu vào là AC, DC tùy ý. Vì có cầu diode đây rồi. Nó sẽ nắn điện từ AC sang DC. Hoặc các bạn thì cấp nguồn DC vào thì cũng không cần phải chú ý đến cực làm gì. Đây là đầu ra. Chỉnh điện áp thông qua biến trở. Mạch này cung cấp dòng liên tục ra được là 1,5A. Có thể nâng lên dòng cao hơn bằng cách thay đổi một vài linh kiện. Mạch này có hai chức năng. Chức năng đầu tiên đó là khả năng điều chỉnh điện áp đầu ra và ổn định điện áp đó. Một chức năng thứ hai mà mình nghĩ rất nhiều bạn sẽ thích đó là khả năng chống quá tải, chống chập mạch và chống quá dòng. Khi xảy ra hiện tượng quá tải, quá dòng hoặc chập mạch thì mạch sẽ tự động ngắt ngay và có đèn LED đây báo hiệu chúng ta biết trạng thái. Lúc đó nguồn đầu ra sẽ bằng không. Chúng ta sử dụng nút nhấn để reset lại mạch, cung cấp nguồn lại cho đầu ra. Bây giờ mình sẽ test thử cho các bạn xem nha. Xin giới thiệu với các bạn, đây là motor 12V, mình dùng nó để thử tải của mạch này. Do hiện tại mình không có cái đồng hồ để hiển thị điện áp ở đây nên là mình sẽ dùng cái tốc độ của cái motor này để cho các bạn thấy được cái sự thay đổi điện áp bắt đầu ra. Mình sẽ tiến hành cấp nguồn. Ở đây đèn nguồn đã sáng rồi. Mình sẽ chỉnh điện áp cho các bạn xem. Tiếp đến, mình sẽ giữ chức năng là quá dòng hay là quá tải. Mình sẽ nắm chặt cái trục động cơ lại, coi như tải nặng. Các bạn thấy hiện tượng gì không? Mạch lúc này đã bị ngắt điện đầu ra rồi. Và có đèn báo ở đây, báo cho ta biết là mạch đã được ngắt điện. Muốn chạy lại hay làm sao? Chúng ta sẽ nhấn nút nhấn này. Mà được chạy lại. Đáp ứng rất là nhanh. Dòng điện ở đây mình set là 1,5A. Nếu quá 1,5A thì lập tức mạch sẽ động ngắt ngay. Và tại sao mình làm như vậy? Tại vì cái con sò ở đây là cái dòng chịu đựng của nó khoảng là 1,5A thôi. Do đó mình set ở mức đó. Chúng ta sẽ xử lại lần nữa. Rất là tuyệt phải không? Thế rồi chức năng chậm chập thì sao? Mình sẽ thử luôn cho các bạn xem. Đây sẽ zoom. Mình sẽ chập hai đầu lại với nhau. Các bạn thấy relay nhảy ngay đúng không? Đầu ra này mất điện rồi. Reset trở lại. Thử mức áp cao thì sao? Thử nha. Ngắt mạch ngay. Nào, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm mạch này nhé. Đầu tiên là về linh kiện, chúng ta sẽ cần một vài thứ như sau. Hai cái domino. Hai cái tụ 2020 16V. Một cái relay 5 chân 12V. Một biến trở 50 kg, một con transistor H1061, thêm miếng tản nhiệt nữa.
một con A1015, hai con C1815, một con C2383, một con DS4148, hai bóng đèn led, một con nút nhấn để được hàn sẵn một đoạn dây, một cái tụ 10 mi 16 V, hai cái tụ 104, một điện trở 2,2 kg, một điện trở 1,5 kg, hai điện trở 1 ôm, hai điện trở 270, ba điện trở 10 kg, sáu con diode 4007, và cuối cùng là cái bo mạch để hàn linh kiện. Các bạn hãy tải về trong phần mô tả, mình có link kèm trong đó. Tiếp đến chúng ta sẽ đi hàn linh kiện nha. Việc đầu tiên là chúng ta sẽ đi hàn mấy con diode trước, 6 con diode 4007 và một con diode 48. Con này có chiều quay xuống và 5 con này có chiều quay lên. Có 48 này chiều cũng quay lên, các bạn nhớ chú ý nha. Lắp đúng mạch mới chạy được. Tiếp đến là trở 2,2 kg và ba con trở 10 kg. Một con nằm vị trí này, hai con nằm ở giữa và một con nằm sát con diode này. Tiếp đến là hai con trở 270, một con ở đây và một con ở đây. Theo sau nữa là con điện trở 1,5 kg, một con điện trở 1 ôm, một con điện trở 1 ôm. Hai con tụ 104. Một con ở đây. Một con ở đây. Tiếp đến là hai con led. Một con màu xanh, một con màu vàng. Chân dương sẽ được quay lên trên. Tiếp đến là bốn con dance store. Đây là con A1015. Đây là con C1815. Con C1815 và con C2383. Các bạn nhớ xem để lắp đúng chiều nha. Tiếp đến là ba cái tụ. Tụ bên này chiều dương sẽ quay lên trên. Tụ bên này chiều dương sẽ quay qua bên trái. Và tụ nhỏ này chiều dương sẽ quay lên trên. Và cuối cùng là con gì đây? Con H1061. Biến trở 50 kg. Và cái nút nhấn. Nút nhấn được hàn sát bên cái tụ. Như vậy mà ta đã hoàn thiện rồi. Đây là mặt dưới. Các đường công suất các bạn nên duy trì để nó đạt được cái dòng tốt hơn. Như vậy mình đã hướng dẫn cho các bạn làm xong một cái mạch nguồn có thể điều chỉnh được. Chúc các bạn thành công.